Barrerosic thu được tủa và một dung dịch X để cách tủa hết cái BA ra cản tăng X. Như vậy lúc này nó ra cái BaCO3 cách tủa và cái BaHCO3 tăng dung dịch. Được chưa? BaHCO3 tăng dung dịch thì nó cạn tối thiểu hay nào hết? Tối thiểu nào hết là tác dụng của tỷ lệ một cái nào hết thôi. Lúc này nó sẽ ra bari carbonat cái của cạn NaHCO3. Có nghĩa là nó cần một cái OH trừ để đẩy một cái nhóm HCO3 trừ về cái cái tủa thôi. Lúc này cái OH trừ ở trong này á là NaOH thì không phải một, thì bari hydrocarbonat á là không phải một. Được chưa? Không phải một như vậy thì bổ toàn cái bari là cái tủa là không phải một. Vậy tổng cái thằng CO2 này em thấy ở đây á, là 0,1 nhân 2 cạn 0,1 là thành ra là 0,3. 0,3 thì V nó. Không phải một thì số mol CO2 nó bằng 0,3, hình như không có đáp án ha. 6,3 ha. Các bạn coi lại chúng ta lại ha, bổ sung cái đáp án. Câu số 9, cho NaOH và bari hydroxit A phản ứng thu được cái tủa và dung dịch chỉ chứa 46,9 gram các muối. Các muối có nghĩa là nhiều hơn một muối. Lúc này chúng ta có cái số mol Ba2 cạn là A, số mol Na cạn là A và số mol OH trừ là 3A. Yeah. Vậy CO2 nó cạn với là OH trừ, nó phải ra là CO3 trừ cộng nước, CO3 trừ và CO2 nó cạn một OH trừ, nó ra HCO3 trừ nước. Ba hai cạn cạn CO3 hai trừ, nó ra BaCO3 cái tủa. Được chưa? Bây giờ các muối thì nó sẽ có những cái trường hợp nào? Thứ nhất coi thử, nó có natri cạn. Được chưa? Ba hai cạn và HCO3 trừ, đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai có thể là có natri cạn, muối CO3 hai trừ và HCO3 trừ, thì hoàn toàn có thể trường hợp này. Được chưa? Đối với cái trường hợp một, em thì nên dùng đây. Trường hợp một thì em đặt đây là x mol, thì đây là x, đây là x, thì còn là 0,6 trừ x. Được chưa? Đây là A mol, đây là A trừ x. Thì lúc này mình bảo toàn khối lượng và bảo toàn điện tích, mình sẽ có A cạn cho 2A trừ 2x là điện tích dương, đây nhân 2, nó bằng 0,6 trừ x là 1. Cái phương trình thứ hai là 23A. 23 cộng với là cái anh này là 137 nhân cho A trừ X cộng với là 61 nhân 0,6 trừ X
nó bằng 46,9. Em dở cái hệ này em tìm ra A bằng và X bằng. À, bằng bao nhiêu vậy? Bằng bao nhiêu? Bấm máy giùm cô. O bằng 0,25. X X bằng 0,15 cô. 0,25, X bằng 0,15. Rồi. Tap bằng play to start learning. Rồi. Đáp án A. Bây giờ sẽ có dễ được cái trường hợp B này. Trường hợp B như vậy, cái chỗ này nó sẽ là Paris hết, thì Paris là A. Thì chỗ này là A. Chỗ này là A. Được chưa? Thì cái anh này là A. Được chưa? Mình gọi cái anh này á là BD đi, thì cái anh này còn là sẽ là 0,6 trừ cho A trừ tiếp cho B theo cái bổ toàn carbon, thì mình sẽ có A nó bằng 2B cạn 0,6 trừ A trừ B là thành ra là 2A bằng B là một. Cái thứ hai là bảo toàn là hai, đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là bảo toàn là 23A cạn cho 60B cạn cho 61 nhân cho 0,6 trừ A trừ B là bằng 46,9. Khả năng là giải ra là nó âm. Nói từ từ, ha, A bằng bằng B cạn 0,6 nhé. Ha, A bằng B cạn 0,6. Và phương trình đây là phương trình thứ hai. Giải ra thử A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Bấm má đây nha, quỷ cái má bay người bấm nha. A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu? Ok. Một cái âm cô. Chắc hai cái âm luôn. Hai cái âm. Hai cái âm. Nó âm thì cô nói là, nhưng mà kế cô muốn cô biết là dễ thôi, một kế chọn được nó bóp là bỏ. Nhưng kế cô muốn các bạn là các bạn tư duy. Có nghĩa là khi mình đạt cái đề, mình dùng tới cái từ như thế nào? Nào. Ở đây mà nó sinh ra có muối, có nghĩa là nhiều hơn một muối chứ gì nữa. Và nó có cái tủa, nó có cái tủa như vậy thì nó có bari carbonat. Được chưa? Bari carbonat. Giả sử mà Ba dư, Ba cạn dư, thì natri cạn nó không đây, thì lúc này nó không có CO3 trừ, thì chỉ có HCO3 trừ là trường hợp thứ nhất của hai muối. Cái trường hợp hai Ba cạn hết thì chỉ còn một mình natri cạn, thì lúc này hai cái muối sẽ là còn lại là HCO3 trừ và CO3 trừ còn dư, được chưa? Như vậy sẽ dễ hơn trường hợp. Cái việc á là các bạn phải tư duy kiểm soát cái số liệu. Còn đang nào mình dễ ra được cái này là cũng biết là dễ. Tiếp các bạn còn lại nó sẽ âm rồi. Lớp hiểu ý cô không nè, ở những cái bề như thế này. Và cái bề mà khi mà đo ba da đây nha, thì nó có hai cái phương ống thôi. Một là em dễ bằng phương trình ion thu gọn, hai là em dễ bằng cái đồ thị của nó, đồ thị hình thân á. Nhưng mà ở đây á, là cho đỡ số thì dễ bằng cái phương trình ion thu gọn. Chúng ta tiếp tục cái câu số 10 á. Cái câu số 10 thì cái kiểu này nó rất quen. Nhưng mà con không biết là họ sẽ biến tấu như thế nào, mình dễ tăng cái kiến thức này thôi. Thì quy đổi cái hỗn hợp này về cái gì? Về natri, bari và oxy. Mà hôm trước cô nói với các bạn rồi, anh này mà anh cho vô nước, anh 21,9, nó thu được số mol hydro
là bằng 0,05. Sang đó dung dịch nó có natri cảm nè. Ba cảm của OH trừ có thể natri hydroxit, bari hydroxit. Số mol bari hydroxit thì các anh này chia cho 100 bả mươi máy, 3 bả cảm, 4 100 bả mốc. Chia cho 1 bả mốc là bằng số mol bao nhiêu? 0,12 à? Đây 0,12. Ngay cái chỗ này, cái lý thuyết các em lưu ý nè. Cái số mol OH trừ nó sẽ bằng số mol OH trừ trong dung dịch. Nó sẽ bằng 2 lần số mol hydro cạn 2 lần số mol oxy. Ngay chỗ này bữa trước lý thuyết nó rồi gọi là số mol OH trừ ở trong cái dung dịch X. Nó sẽ bằng 2 lần số mol hydro cạn 2 lần số mol oxy. Thì bây giờ có hydro nha, có OH trừ là nó sinh ra được oxy. Mà có OH trừ suy ra được natri luôn. Anh này hấp thụ một cái lượng là 0,3 mol CO2 vô. Sẽ thu được em mà con cái tủa. Đến em mà. Đây 0,12. Của đây x. Đây A. Thì cái hệ phương trình này. 23x. Cạn 16A. Nó bằng 21,9 trừ cho ông Barry là 0,12 ngàn gram ba bạc. Sẵn sàng bấm máy tính ngang và kiểm soát số liệu chứ cô hỏi được không được là cô cho ra khỏi lớp luôn đó nha. Cái phương trình thứ hai, mẫu toàn A. Cái anh này ít này. Được chưa? Mẫu toàn đó là anh này được. Có nghĩa là số mol OH trừ là ít cạn 0,24. Nó bằng 2 lần A. Cạn cho 0,1 là bạc cạn 2 lần số mol hydro 0,1. Thì ngay chỗ này em vẽ nó bằng x bằng bao nhiêu và y bằng bao nhiêu này. X bằng bao nhiêu? X bằng 0,14. Mấy con? 0,14. 0,14 phải không? Y bằng bao nhiêu? Cái giống nhau. X bằng 0,14, y bằng 0,14. Cái vấn đề là cô cần cái anh này thôi. Là 0,14. Cô cho 0,3 mol vô, cô tính cái tủa là bài toán CO2 sụt vô hỗn hợp 3 dạng. Có thể vẽ bằng đồ thị. Hoặc á, là cô vẽ bằng phương trình ion thu gọn thì số mol OH trừ này là nó bằng 0,14 cạn 2 nhân 0,2 là 0,24 nữa. 14 cạn 2 bóng là 0,38. Mà số mol CO2 bằng 0,3 thì suy ra số mol CO3 trừ đó nó bằng số mol OH trừ trừ số mol CO2 là bằng 0,08. Mà Ba2 cạn nó 0,12 thì cái anh này á là nó sẽ bằng cái tủa luôn. Lúc này Ba2 cạn nó cạn với là CO3 trừ. Nó ra BaCO3 mà Ba2 cạn là mình nhìn này là 0,12 rồi nè. Thế này 0,08 thì cái tủa sẽ là 0,08. Bây giờ là em mà cái tủa nó bằng 0,08 nhân cho bari carbonate là 193. 15,76 đúng không? Dạ đúng rồi cô. Rồi. Bây giờ quay qua cái đồ thị. Thì ông lẹ thôi chứ cái đồ thị này bạn nào hạt lao thì tôi biết cô chỉ cái đồ thị từ cái đời của cái lớp 10 rồi qua 11. Đồ thị này là đồ thị CO2 sụp vô cái kiềm nhóm 2 này. Cái đây là amon này. Amon là nó chính bằng số mol cái tủa. Cái phương trình này đây là tam giác là vuông căn này. Vuông và căn luôn. Cái gác này, cái đoạn này là A mà đoạn này cũng A. Thì sau đó cái tủa nó tan thì A. Cho nên là sụp CO2 dư vào canxi hydroxit hoặc bari hydroxit thì sẽ xuất hiện cái tủa tát. Tát thì không có cao nha. Lượng cái tủa nó tan đến cái giá trị cực đại. Sau đó dư thì nó sẽ tan cái đồ thị nó như thế này. Được chưa? Như vậy
trang cái biện luận nó, trang cái đoạn mà xuống luôn cái tủa đó nhỏ hơn a, lớn hơn không mà nhỏ hơn a thì sẽ có he giá trị về số mol siêu he đó. Cái đồ thị này nó cũ kỹ rồi, nhìn lại một lần nha, nhìn lại một lần đó. Cái anh này á là a mol kiềm nhóm he với b mol kiềm nhóm một, thì cái trật tự phản ứng nó xả ra như thế này nè. Nếu mà phản ứng nó xả ra nha, thì lúc này siêu he nó đầu tiên, cô viết phương trình phân tử giống như là cạn bari hydroxit nha, nó sẽ tạo ra cái bari carbonate, cái tủa cạn nước. Thật ra là nó cạn với OH trừ dư á, cho nên lúc này á, lúc này em sẽ thấy đây amon, thì cái tủa cực đại sẽ amon, cái nhánh đầu tiên nó giống y như cái đồ thị của hồi nãy, nó lên tới đây, được chưa? Lên tới đây, thì cái giá trị này cũng sẽ là a thôi này. Tại cái điểm này số mol siêu ha, tại điểm này cũng sẽ là các bạn số mol của đó. Sau đó phương trình nó xả ra lần lượt, thấy cái phương trình này thì lúc này siêu ha nó sẽ cạn với NaOH hoặc CaOH, cô lấy một căn thay thế hơn anh. Thì ban đầu nó tạo muối carbonate trung hòa, sau đó nó tạo muối hydro carbonate thì nó ra NaOH3 luôn, như vậy. Vậy cái anh này B mol thì nó sẽ thấy cái anh này là B, thì cái đoạn he này, cái đoạn này đến đây chính là B này, và tệ cái giá trị x3 này nó sẽ bằng a cạn B. Như vậy hiện tượng đầu tiên là xuất hiện cái tủa tan dần đến cực đệ, sau đó qua một cái đoạn cái tủa không đổi ức với cái đoạn này đó, đoạn B. Giai đoạn thứ ba mà khi hết rồi thì tệ sau mà cái tủa nó đi xuống, thì lúc này nó không còn cái kìm ở trong cái dung dịch nữa, thì siêu ha nó bắt đầu nó hòa tan cái bari carbonate hay là canxi carbonate vậy đó, nó sẽ tạo ra cái bari hydro carbonate. Và cái đoạn này này nó đi xuống giống như nó đi lên, nó tịnh tiến cái đồ thị mà đồ thị kim nhóm theo qua một cái đoạn B. Như vậy cái đoạn này là tiếp tục là A nữa. Như vậy cái điểm cuối cùng đây sẽ là he A cạn B. Điểm cuối cùng sẽ là he A cạn B. Vậy thì chỉ cần có giá trị A với B là em thiết lập được cái đồ thị hình thao này rồi. Được chưa? Vậy thì cái hiện tượng đầu tiên á, là xuất hiện cái tủa, lượng cái tủa nó tan dần đến giá trị cực đại. Tiếp tục lượng cái tủa không đổi, sau đó cái tủa nó tan dần tạo dung dịch trong suốt cho đến thấy. Và điểm đầu tiên cái tủa cực đệ là bằng A này, bằng số mol của bari hydroxit. Em nhìn cái đồ thị và em hiểu hết về cái mặt quá hạt nó chuyển qua tốn hạt bên đó chưa? Được chưa? Có bạn nào thắc mắc không nè? Mở mic ra hỏi. Còn he cái đồ thị là cái đồ thị đây với cái đồ thị của cái điện phân á, rồi nó biến tướng qua lệ với cái đồ thị là sinh ra khí của hết cạn với các cô nát, còn cái đồ thị của nhôm là bây giờ người ta bỏ rồi đó. Có cái giá trị của A là
Em mà cái tủa thì cái tủa là cái điểm này là cái điểm cực đẻ nè. Số môn của Barry Carbonat á là bằng 3,90 bóng đem chia cho 109 bả. Là bằng 0,02 đúng không lớp? Thì đây chính là A này rất là thiện nha, 0,02. Đây nha. Cái natri bari hydroxit. Cái dung dịch mình á là nó có natri hydroxit là khổ hỏa tiền và bari hydroxit là 0,15 đúng không? Và cái đồ thể nó viết như thế này. Và hỏa số mol natri hydroxit là bằng bao nhiêu? Duyên hả? Bọn Duyên hả đâu nè? Dạ em đây cô. Số mol natri hydroxit là bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô là bằng 0,15. Đây nè. Cái A này đó, chính là bằng cái số mol bari hydroxit là 0,015. Đây là 0,015. Như vậy cái đoạn này là từ A đến theo A là bằng A. Mà cái đoạn này chính là số mol của natri hydroxit. Như vậy số mol natri hydroxit nó bằng A. Và nó sẽ bằng 0,015. Cho nên là đáp án D. Giá trị là V1, V2. Thể tích. Này. Cái điểm này là bằng cực đạ là 0,02. Chỗ này là 0,02. Cái điểm này nó bằng cái điểm này. Như vậy V là bằng 0,01 gram phải không? À, là 1 chia cho 100. Số mol của cái tủa 1 chia 100 bằng 0,01. Được chưa? Đây là 0,01. Thì đây V, C ra V. Nó bằng 0,01 nhân 2,4. Là bằng 0,24. Đến cái đoạn này á, là 0,02. Cái đoạn này á, là nó căng nè. Nó chia 2 ở giữa cái hình này. Yeah. Như vậy đoạn này thêm 0,01 nữa là 0,03. Và V mẫu V2 là bằng 0,03 nhân cho 2,4. Như vậy đáp án là đáp án A. Các em hiểu không? Bọn nào không hiểu hỏi nghe cái đừng có giáo gì chi nha. Vô phần thi không biết không gì đâu. Đồ thể hình thang đấy. Làm đây.
Phạm Quang Kha. Dạ cô. Là câu C cô. Câu C. Là bóng tràm á phải không? Giá trị của V. Số 1. Đây. Bây giờ em làm sao ra câu C? Cô là em tính tổng từ 0 đến miết hết cái tủ to đó, cô là bằng 0.4 V, là bằng 0.2 V của nó hot, là nó có là 0.4 V. Còn tổng cái đó là bằng 0.16 cô. Đúng rồi. Cái đoạn này nè. Các bạn có đoạn này. Như vậy 0.4 V bằng 0.16. Tất cả nha. V bằng 0.4. Đó. Bài đó tiếp tục về. X bằng bao nhiêu? Đây A nè. Vậy đoạn này cũng A nè. Thì thêm đoạn này A nữa là 3A nè. Người ta hỏi X phải không? Này. 0.5. 0.4A là chính bằng 0.5. Như vậy xây ra A nó bằng 1.25 đúng không lớp? Dạ đúng rồi cô. Rồi cái đoạn này đến đoạn này á là 0.5 đúng không? X cạn 0.5 bằng 3 nhân cho 1.25. Như vậy X bằng 3.25. Rất đơn giản. Hiểu không? Có bọn nào không hiểu không? Tuần sau kiểm tra 15 phút á. Kim loại kiềm kim thủa. Làm đây.
câu số 1. Đáp án nào đây? Đi đâu một đứa rồi? Long xe bãi. Câu A, em làm sao ra câu A? Màu nè, N là cái tủa, đây là canxi carbonate bằng 15 chia 100 là bằng 0,15, nó sẽ bằng NaCl ha. C ra V nó bằng 3,6 hả? Câu số 2. Nhạc khoa. Câu số 2. Khoa nghe của nó không Khoa? Không nghe gì hết. Câu bị không? Không có chú ý nghe bề gì hết. Bây giờ số mol cái tủa là nó bằng 29,55. Đem chia cho 197 là bằng 0,15. Em nhìn cái này, cái đỉnh này sẽ là 0,15 này. Cái đỉnh này mà tính theo số mol sẽ là 0,15. Không, đỉnh này là 0,2. Nếu tính theo số mol, chỗ này là 0,2. Mà Nga cái chỗ này tương ứng với số mol, nếu vậy là đồ thị 0,15. Được chưa? Như vậy cái đoạn này là 0,05 thì cái anh này là 0,05. Bởi vì cái đoạn này nè, nó bằng cái đoạn này. Nó dốc vuông căng mà nó kéo theo đó, là cái đoạn này từ 0,15, 0,2 là 0,05. Thế vậy V nó sẽ bằng á là 0,25 nhân cho 2,4 bằng 5,6. Nhìn thấy cái đồ thị không? Nó rõ ràng. Em cứ hiểu đúng hay đồ thị chuẩn là nó biến tấu kiểu nào cũng có thể xử lý được. Này, cái đồ thị này tính cái giá trị x. Để coi thử thôi. X mol canxi hydroxit. Mg là tương ứng chỗ này 0,1 thì V nó bằng 0,1 thì 2V là tương ứng là 0,2 thì đây là 0,2 là cái đồ thị đỉnh đó, là số mol canxi hydroxit là bằng 0,2 thì cái đồ thị này là tam giác mà 0,2. Câu số 4. Bà này là ăn bận lầm rồi á, kiểu lầm rồi á. Phạm, xe. Dạ em nha cô. À, đó là. Câu OA cô. 200. Chết không? Cái chỗ này á. Đây là 0,1 là 0,4 về. Chỗ này là tổng số mol OH trừ. Đúng chưa? 0,4 nhân V. 0,4 nhân V là nó bằng 0,065 cạn với cái đoạn này là bằng cái đoạn này là 0,015. C ra V bằng 0,2. Rồi.
XA. Chỗ này á, đây là A này. Đây là 1.5A. Thì cái anh này thêm 1.5A là anh này là thành ra là 2.5A. Và Nga anh này á, là 2A cạn 1.5 là 3.5A. Được chưa? Từ đây mới sinh ra là 2.5A là bằng 0.1. Xây ra A nó bằng 0.04. Dạ. Yeah. A bằng 0.04. Thì cái đoạn này á, là 3.5 nhân A là điểm cuối là 0.14. Nó trừ đây là 0. Đoạn này nó bằng cái đoạn này. Đó, như vậy A là bằng 0.14 trừ cho 0.02 là bằng 0.12. Đây là A. X là bằng 0. X là bằng A là bằng 0.04 rồi. X 0.04 và 0.12 đáp án A. Được không lớp? Hiểu không? Câu số 6. Phẩm tờ thấu. Dạ cô. Xử lý câu số 6 cho cô hả? Dạ cô là 0.1 cô. Nếu mà cô là cô kéo luôn cái điểm này nè. Đây là 0.15 này, đây 0.15 là 0.15 là 0.6. 0.6 thì cái đoạn này là 0.1. 0.1 thì nó bằng cái đoạn này cho nên bằng 0.1. Okay. Kéo tới cái điểm này luôn. Là 0.6. Thứ 6 cái bài này là canxi hydroxit là 0.15 này. Câu hết là 0.5 này. Đoạn này 0.5. 0.15, 0.3. Này 0.3 này, đoạn này là 0.15 này. Này đoạn này 0.5 thì ở đây ta không theo A là 0.15 nữa 0.6 mình nó lùi lại chỗ này 0.5 thì lùi 0.1 thì theo cái cách này thành nhau. Theo cạnh thành nhau. Câu số 7. Cái này coi như 1 nè. Khả, Thiện Khả. Dạ cô. X bằng bao nhiêu? Y bằng bao nhiêu? Và Z bằng bao nhiêu? Nhìn vô đó thầy nhìn ra không? Tại vì thầy nãy giờ hiểu không Khả? Dạ nãy giờ hiểu cô. Nếu có thể bài này làm được. Làm đây. Dạ chạy chút.
Trời, lao dễ cái gì đâu mà lao dễ cái đoạn này nè. Cái nhánh thứ nhất á, chính là Bari Hiroshit, là Y. Như vậy Y là bằng 0,6. Tôi đã đáp án là Y bằng 0,6. Đó. Cái điểm này là cái điểm 1,6 là điểm cuối cùng, là tổng số mol OH trừ. Ta có tổng số mol OH trừ là bằng 1,6, là bằng 0,1 cạn X cạn HAI. Như vậy là suy ra Y bằng 0,6, thế vô đây là 1,3, như vậy X bằng 0,3. X không không tới 3. Giác cho đây cái đoạn này 1,6 mình lùi lại 0,2 nè, trừ ngược lại ở đoạn này 0,2 nè, là giác bằng 1,4. Hiểu không các bạn? Các bạn thấy cô thấy nó dễ, đồ thị nó cực kỳ dễ, và các bạn thấy có nhìn ra không? Không nhìn ra chỗ nào thì hỏi nha. Vậy đó, đồ mới là bên này là phức tạp hơn á. Tính em à, tính này số mol hydro á là bằng 1,568 chia cho ha phích bóng là bằng 0,03 mol. Và mình tính ra oxy nữa là tính được ha. Xảy ra ở trong cái dung dịch A á, nó có hai cái thành phần, một là KOH, hay là BaOH hai lần sụp CO2 vào, thì cái khối lượng cái tủa mình đặt đây là X, đây là A mol, ra hai này là xăng, được chưa? Khi sụp cái số mol CO2 là bằng 0,25 thì số mol cái tủa bari carbonat á là bằng cái anh này chia cho 193 là bằng 0,03. Bây giờ mình quy nó lại về cái quy nó lại về cái số mol này nha, cho như là số mol cái tủa, cái này là số mol CO2 thì tương ứng đây là 0,03, thì đây là 0,25. Được chưa? Cái đoạn này do là nó cũng có thể thích, cho nên mình vẽ cái đồ thị lệ như thế này nè. Số mol cái tủa, số mol CO2, chỗ này là tổng số mol OH trừ, chỗ này là 0,25, đây là 0,03, mà đây là 0,25. Thêm hình dung cái đoạn này á, nó sẽ là 0,03. Thì chỗ này tổng cái số mol OH trừ đây là 0,25. Đoạn này sẽ là 0,03. Thì chỗ này là 0,28. 0,28 nó sẽ bằng tổng số mol OH trừ trong dung dịch X. Mà số mol OH trừ thì bằng số mol oxy nhân ha cạn cho ha lần số mol hydro. Như vậy xây ra được cái số mol oxy. Xây ra được số mol oxy là bằng bao nhiêu? Là bằng 0,28 trừ đi cho số mol hydro là 2 nhân 0,03. Sau đó chia ha, như vậy nó bằng 0,03 luôn đúng không? 14 18 14 chia 0,03 là số mol oxy chứ.
Vậy em mà nó sẽ bằng 1 gram phần 8,75 của em màu oxy lần 0,07 nhân cho 16. Đáp án bao nhiêu chiến? Dạ, thưa cô là 12,8. 12,8. 12,8 là gần nhất với 13 chứ không phải gần nhất với 12. Hiểu không Chiến? Các bạn này hiểu không Chiến? Dạ, hiểu cô. Bữa nay lớp trầm lặng quá hả? Tương tự câu số 9. Số mol này nha. Cho nên quay cái dung dịch hỗn hợp này về natri nè, bari với oxy. Khi vô nước nó sinh ra hydro. Trong cái dung dịch này nó ra natri hydroxit với bari hydroxit. Được chưa? Cái chỗ này mà B thì chính bằng ai bằng B nè. Cái đoạn này là từ B đến bóng B, như vậy chỗ đoạn này là 3B, chính là natri hydroxit đây 3B. Vậy C ra đây 3B. Đây B. Và đây là 27,6. Như vậy chỗ này cô tạm gỗ oxy là A. Thì cô có 23 nhân cho 3B cộng 137 nhân cho B cộng 16 nhân cho A bằng 23,6, đó là mẫu. Cái phương trình thứ hai là nó sinh ra B mol hydro. B mol hydro thì lúc này cái số mol OH trừ ở trong dung dịch này á là nó bằng 5B. Số mol hydro bằng B, như vậy 2A cộng 2B là nó bằng 5B. Rồi giá này ra A bằng B bằng, vậy thôi. Không phải 14 hay không phải 12 cô? B bằng 0,12 phải không? Rồi, đáp án này. Tại những cái bài này nó rất là ha. Em phải nhẹ nhàng, em biết cái nguyên tắc thì em giải nó rất nhanh. Câu số 10. Velic bari hydroxit 0,1 m. Như vậy số mol của bari hydroxit là bằng 0,1 V. Tính cái giá trị của X. Yeah. A cạn x á, là nó bằng 0,1 nhân V. Được chưa? Đoạn này chính bằng x. Đoạn này chính bằng x. Đoạn này chính bằng 2x. 2x thì đây đoạn này. A là bằng à.
Đoạn này chính bằng ai chứ không phải bằng x. Vậy mới bằng. Được rồi. Đoạn này bằng a đúng không? Đoạn này a là đoạn này bằng x. Đoạn này là bằng x thì bọn này cũng bằng x đúng rồi. Thì từ 4x đoạn này là 2x. Ra 1y là bằng 1x á, 2x. Thì đi đây 2x thì đoạn này là 2x, đoạn này là 2x. Như vậy a cạn x cạn thêm 2x nó bằng a cạn cho cô nó số môn này, đây là 0,15. Như vậy 3x bằng 0,15. Suy ra x bằng 0,05. Mà họ hỏi là họ hỏi x không? X là v. Để thích thấy xưa ha. Như vậy suy ra x bằng 0,05 x phải đó, nhân cho 2,4 0,05 vôn thì tương ứng với 1,12. Rồi là một số cái. Cái này là họ sửa cái lý thuyết. Cái phần này là hết nha. Các bạn có thể về tham khảo lại tất cả các đáp án của nó gửi rồi. Học một xí về cái lý thuyết của bà Nhôm nha. Ngày một tiếng mà nó trả lâu quá.
Rồi, lý thuyết thì gửi cho các bạn lôi về các bạn co thôi nha. Các bạn lôi về các bạn đã, các bạn rảnh thì các bạn in ra, còn không các bạn ngồi các bạn lướt lướt các bạn đạt thôi. Để mà đi 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 thôi. Ví dụ lý thuyết, bài tập lý thuyết. Câu 1 á thì quặng bô xít chứ. Quặng bô xít thì quặng nhôm đây nè. Còn cái công thức này là của phèn chua. Còn đây là thành phần chính của quặng sắt siderit. Đây là cái quặng hematit chứ. Trang công nghiệp kim loại từ nhôm về trước thì chỉ có điện phân nán chả thôi, mà đối với nhôm thì điện phân nán chả à, là CO3. Chất được làm trong nước là phèn chua. Công thức của phèn chua là gì? Minh Vĩ. Vĩ ơi. Lớp này phải ra ha mà cô không trả lời luôn á bây. Lọt C3. Dạ cô. Phèn chua công thức là gì? Dạ thưa cô, công thức là K2XO bóng O là 2XO bóng tất cả 3 lần với ngầm 20 bóng nước. Khi nói về vai trò của phèn chua thì người ta một ngành công nghiệp thuộc da này, công nghiệp giấy này, cầm màu trong công nghiệp nhộn vẻ và chất lòng trong nước này. Ví dụ bóng, chất màu lưỡng tính. Chất màu lưỡng tính Nhật Kha. Xe Nam. Nhật Kha. Dạ thưa cô là câu B. B. Mặc dù nhôm nó cũng vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với da nhưng nó không có lưỡng tính đâu nghe các bạn. Số chất phản ứng được với cả axit lẫn với baza thì gồm có nhôm này, oxit nhôm này, hydroxit nhôm. Có hai chất lưỡng tính nha. Nhưng mà có ba chất vừa tác dụng với axit vừa tác dụng baza. Nhôm này mà tác dụng NaOH hay là OH trừ trong nước á, nó sẽ ra là muối aluminat ở đây nát đây thì cô biết như thế này và nó cũng là chất khử thôi, cả hai phản ứng. Còn với axit chloric thì các bạn biết rồi. Đáp án là chọn C. Nhưng mà ở đây nên nhớ là số chất vừa phản ứng được axit vừa phản ứng bây giờ chứ không thể họ hỏi chất lượng tính nha. Sao nay mấy bạn bị bung biết rồi. Làm mấy câu lý thuyết gọi cho vui. Bùi Thanh Đoan. Cô B. Một B phải không? Phèn chua. Ha đo. Câu 3. Dạ cô, câu 3 là câu A. Câu A đúng rồi. Ba ở này đều tác dụng được với cả axit cặn kiềm. Rồi, Duy. Duy ơi. Dạ cô. Câu số 4. Cả câu C. Câu C. Nhôm ba cạn này. Cạn ba OH trừ đầu tiên nữa là ăn là OH ba lần cái của em cá. Sau đó OH trừ do nó lưỡng tính là ăn là OH trừ. Còn đối với anh này anh cho cái của màu đỏ nào. FeOH ba lần không tan trong chìm. FeOH ba lần. Còn với đồng xung phát thì nó ra cái của đồng hydroxit có màu xanh lam mà cũng không tan. Magie thì nó ra MreOH hay là một cái của màu trắng cũng không to. Có riêng hay không thì Rosic tưởng tính rồi. Câu số 5 gì? Dạ 5 gì?
5D cái hỗn hợp tách mix để hoàn đường ray để lợi dụng phản ứng nhiệt nhôm là hỗn hợp ray đây. Câu số 6 luôn đi. Dạ, 6D luôn. 6D. Nhôm chỉ có điện phân nắng trả an là HO3 có mặt cryolic. Rồi. Phấn đỏ. Ok. Câu bả nào đó. Câu A. Câu bả A. A là HO3. Đây là một oxit lưỡng tính trong hót xem là mà không tác dụng thì cô cũng nể luôn luôn ở đó. Nó ra A là xem là ba cạn nước chứ. Đó là oxit lưỡng tính. Ôi, sao B, C, D là cái gì đây? Xin lỗi mấy bạn nha. Ví dụ anh là AOH và một cái dung dịch là AC là chẳng hạn. Chứ còn AC là nó có phản ứng sự tự nhiên xong. Xin lỗi. Văn Linh. Đoàn Văn Linh. Câu tóm. Đó, cô. Dạ. Câu tóm đi cô. Tấm đen nó lưỡng tính. Ok. Lên lòng câu 9 luôn. Dạ, 9C. 9C. Câu 10 luôn lên. Dạ, câu 10 đi. Có nghĩa là thực hiện được phản ứng nhiệt nhôm. Thì có cái kim loại sao nhôm. Còn các anh này vướng cái thằng PaO này. Anh này vướng KaO này. Anh này vướng MaRO này. Không được. Cho nên chỉ có đáp án đề chính xác. Câu 11 Vy. Dạ, phèn chua cô. Đúng rồi. Phèn chua nó làm tan nước, nó tách ra khỏi nước làm tan nước. Cái nguyên tắc mà làm tan nước của phèn chua là do cái ion nhôm ba cạn này. Ion nhôm ba cạn tan nước á nó tạo cái phức hydroxo, nó tạo cái chua, nó phải bằng. Và cũng chính vì nó dễ phá ra hóc cạn này. Cho nên là gọi là phèn chua, nó bê hấp hấp. Câu 12 Vy. Dạ, C. Đúng rồi, để điều chế được nhôm thì A phải là A là HO3. Mà A A là HO3 thì X phải là A là OH 3 lần. Diệt phân A là OH 3 lần. Vậy đó bằng C. Rồi. Bây giờ đến câu 13 Trâm Đoan. Và từng cái thế số thí nghiệm kết thúc mà thu được cái tủa. Cái thứ nhất có cái tủa hay không con? Dạ có cô. Cái tủa gì? CaCO3 này, OH tự nào hết vào hai là CaCO3 này. Câu thứ công B. Là dạ có, là có nhôm oxit. Nhôm oxit ở đâu đây? Đâu? Lọc. Em mình dùng nó xem là nha. Đầu tiên nó sẽ ra như thế này, cả nước. Axit mạnh đáy, axit yếu ra khỏi muối. Đầu tiên nó ra là OH 3 lần cái tủa. Đúng chưa? Cạn với lại là AXEN là. Nhưng rõ ràng á, là A là OH 3 lần. Mà trang HXEN là dơ. Thì nó tạo thành A là AXEN là 3. Vì lưỡng tính cạn nước không có cái tủa. Khi axit dơ thì làm gì có cái tủa. Cho nên là không. Câu phản ứng thứ 3. Câu C có cái tủa hay không? Thưa cô là... Thưa cô dạ có. Có. NH3 nha. Đây là điều chế nhôm hydroxit. NH3 trong nước là một cái baza nhưng baza yếu cho nên nó sẽ tác dụng với cái ion nhôm ba cạn. Nó tạo ra là OH3 thành cái tủa. Sau đó đâu? Sao mà ngạt mũi mày chứ? Đúng số cô. À, có F0 không? Có. À. Thôi chúc mừng tim được thêm mũi vaccine là bữa sau là yên tâm hơn khoảng an nhiễm RX nữa.
Mệt lắm không con? Không cô. Không có gì. Thông buổi mất hạn sẵn khóa giờ lo. Cái này nha, mình đi chế nhôm hydroxy. Rồi thôi rớt cái câu cuối cùng luôn nè. Dạ có cô. Có, đúng rồi, CO2 nha. Nó là một cái axit yếu. Nó giống như bây giờ yếu như này đó, thì nó mới cạn với cái muối aluminat. Nó tạo thành AlOH 3 lần. Cái tủa cạn hết CO3 trừ. Cái tủa này dĩ nhiên CO2 nó không có hòa tan nổi. Cho nên là D có nè. Có nè. Chỉ có cái B này không có nè. Bỏ qua. A có. Rồi đáp án là B. Được chưa? Ngọc Trâm. Dạ. Dạ em nè cô. Câu 14 thôi. Dạ. Dạ có năm chắc cô. Chắc này được nè. Được tác dụng hơi xíu nè. Chắc này lưỡng tính luôn nè. Là có tác dụng này. Chắc này có. Chắc này có. Và chắc này cũng có luôn. Vậy Nam đúng là câu 15 luôn. Tâm, con làm luôn câu 15. Câu 15 O là đúng. Điều chế nhôm điện phân láng chả nhôm oxit có mặt relic đúng. Dạ, câu B xe. Xe kiềm thủa là ví dụ bari không tan nè, magie không tan nè. Đúng chưa? Bari, magie có 3 sao thôi. Câu C đúng là xe. Cô C xe. Xe, cái thành phần đây chính là cryolic. Công thức đó là của cryolic băng thạch. Còn bô xích nhôm đó là ăn là hơi ô ba nữa. D đúng là xe. Dạ đúng. Đúng cái câu này là chân lý ở trong cái bài đó nè. Đúng nha. Ví dụ có cái phi kim phát thì nó phải đun nắng. Nhưng mà riêng cái calo thì nhôm nó bốc cháy ăn cái những calo. Cho nên đúng. Thạch câu sống ở công thức này đúng là xe. Dạ xe. Xe. Đây là thạch câu nung. Còn sống là nó phải có công thức là CaXO bóng ngậm he nước. Được chưa? Câu F. Dạ, xe. Xe đun nắng là mềm, nước nóng vĩnh cửu, tính cứng, tạm thời. Cho nên cái anh này là xe. Có mạng tiền bao nhiêu cô đúng bao nhiêu xe. Kết luận là đáp án nào cơ? Dạ, thưa cô đáp án A. Đúng rồi, có mạng tiền hiểu nha. Rồi. Thu Hiên, Phan Thu Hiên. Cô. Câu 16. Nhiều cô xa. Cô ơi xa. Các oxit kim loại kiềm đều tan trong nước giải phán hydro xa chỗ nào cả? Thưa cô là nó ngoại trừ một số trường hợp. Không có cái nào cả. Đây là oxit của kim loại kiềm thì không có giải phán hydro. Còn kim loại kiềm đều tan trong nước và giải phán hydro. Còn oxit nè. Ví dụ NaHO nè. Còn nó tác dụng với nước nè. Nó ra là AOH thì trên lòng gì có hydro nào ở đây. Được chưa? Bởi vì nó là phản trao đổi bình thường không sinh ra hydro. Còn tất cả các kim loại kiềm người ta bỏ hiểu oxit này. Oxit của thì là đúng. Như vậy anh này xe cái chỗ này không có giải phóng hydro nha. Câu B. Thưa cô là đúng. Đúng, có kim loại từ nhôm về trước điều điện phân láng chả ấy. Câu C. Dạ đúng. Ồ luôn. Nếu đúng thì điều chế bằng cách này. Natri không có khử được trong dung dịch. Natri có nghĩa là natri cạn với cái dung dịch muối nhôm ba cạn thì rõ ràng là natri nó vô nó tác dụng với nước và tạo thành hydroxit, không đúng hay không? Câu D. Dạ, câu D sao cô? Sao mà nhiều oxit điện phân nó trả cho công nghiệp địa. Câu A. Cô A là sao cô? Xe chỗ nào? Nó không phải lưỡng tính. Đúng rồi, nó tan được tăng axit và kiềm, chứ nó không phải là lưỡng tính. Câu F. Giờ thưa cô là NaOH không có lòng mắt tính cứng. Được chứ. Tính cứng tạm thời mà đây mà. Ví dụ thằng này nè. Thằng lại mà re dùng kiềm vừa đủ là lòng mắt tính cứng tạm thời đó con. Cái anh này nó tăng UH trừ á. Của bây giờ nó chuyển thành cái muối trung hòa nó cái của tương tự thì nó làm mất tính cứng tạm thời, cứng tạm thời mà như vậy cái ý này lại là ý đúng nhé. Như thế là dễ sơ quá hả? Được chưa hiên? Ấy là rõ ràng chưa? Câu 13. Khánh Linh.
Dạ, ba đúng rồi sao? Câu 13 C. Đúng rồi, không thụ động. Rồi, làm luôn câu 18 lên. Dạ, câu 18 đúng hết. Làm rồi phải không? Mấy nhỏ làm rồi phải không? Dạ. Đúng rồi. Đây là thức trời sáng là Paris Xuân Pháp. Dạ. Làm mềm nước cũng làm tha, đúng. Đúng, đúng. Rồi. Rồi hai câu lý thuyết nữa và còn cái bài tập của bọn thì nhà tự lòng tới sau sửa nhanh. Good. Nhôm rêu xích cạn giấy. Yes, là nhôm clorua. Nhôm clorua cạn là cái chất A là ra nhôm hydroxit. Cái tủa. Đây. Như vậy hình như là chặn cái tủa sao? Ít là không cũng quý vô này là chặn tê đó không. Thì hydroxit nhôm mở ra cái mũi này thì có thể là giấy là cái gì? Đầu tiên là nếu nhôm sunfat nhôm hydroxit cạn giấy là bari sunfat thì lấy x là nhôm sunfat cạn T là bari calorua thì nó ra nhôm calorua bari sunfat là T là nhôm calorua cạn với A. A là bari hydroxit nhôm hydroxit cạn bari clorua, đúng rồi, đáp án A. Thoáng không? Được chưa? X dư cạn bari hydroxit cái muối này là sinh ra A cạn giấy, A cạn giấy cạn T, như vậy A phải là bari carbonate này. Ủa muốn vô mà. Nhôm ba cà lo đua hoặc là nhôm ba nitrat với là nhôm hydroxit. Yes là hydroxit. Muối nhôm ba cạn về a ha cạn đáp án nào đây nữa, bỏ qua cái này. D. Ok. Rồi, bên nào tới đây nghỉ được chưa? Được chưa? Nhanh thì tao khuyên na. Thì bố bạn có